Rồi để chạy cái chiếc xe Santa Fe thế hệ mới này đổ đèo thì như thế nào? Thì đó là một cái câu hỏi rất là nhiều anh chị em đang theo dõi kênh của Khanh, mua xe tại chỗ Khanh cần thắc mắc. Thì đối với cái xe thế hệ mới này, đầu tiên mình quan sát vào cái phần hộp số, nó là tất cả dạng nút hết. Thì từ phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản đặc biệt, phiên bản cao cấp, máy dầu và máy xăng, cả ba loại, tổng cộng 6 model của xe Santa Fe tất cả đều sử dụng nút bấm hết. Thì bây giờ đổ đèo bằng cách nào? Cảm thấy hơi bỡ ngỡ đúng không ạ? Thì nhà sản xuất họ đã thiết kế cho mình rất là nhiều cái tính năng hữu ích để mình có thể sử dụng. Để đổ đèo đầu tiên thì mình sẽ sử dụng một trong hai cách. Mình sẽ sử dụng cái tính năng hỗ trợ đổ đèo, mình bấm vào. Đây. Cái chế độ downhill này nó sẽ hiện ra. Rồi khi mà chế độ downhill này nó sẽ hiện ra và nó sẽ có cái dấu màu xanh bên đây. Thì nó sẽ tự động kiểm soát chân ga, chân phanh, hộp số để mình đi đèo nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đó là những cái mà Khanh muốn gửi đến cho cả nhà mình về cái chức năng gọi là tự động hoàn toàn. Nếu ai không rành, ai không hiểu, ai không biết nhiều và mới lần đầu làm quen xe thì nên sử dụng cái chức năng này để cái việc đổ đèo của mình là an toàn. Đối với những anh chị mà có nhiều kinh nghiệm hơn thì Khanh lại gợi ý cho mình một cách sử dụng khác. Rồi, mình có thể sử dụng cả hai, kết hợp cả hai hoặc là mình sử dụng đơn lẻ cũng được. Và trong quá trình chạy xe đổ đèo, tốc độ cao, tốc độ thấp thì cái việc mà mình bấm vào nút downhill này là hoàn toàn bình thường và độc lập, không cần phải chuyển chân ga, chân phanh gì hết, đang chạy bấm luôn. Đó là cái Khanh chia sẻ để cho mọi người sử dụng yên tâm nha. Tại vì để ông thôi hướng dẫn xong rồi mọi người lại hỏi lại câu chuyện là bấm nút này là có cần đập phanh đập ga không. Rồi bây giờ cái cách thứ hai thì bây giờ Khanh chạy mình sẽ sử dụng là lẫy số vô lăng. Đối với xe thế hệ mới này thì lẫy số vô lăng nó sẽ khác chút xíu một số tính năng thôi, nó về tính năng vận hành thôi, nó khác chút xíu so với lại các xe là sử dụng hộp số dạng cơ truyền thống. Thì lẫy số vô lăng này nó là chế độ số sàn đó các bạn. Thì để mà đổ đèo thì mình quan sát trong cái hộp số của mình á, nó có D và số kế bên. Cái này là tốc cái hộp số nó đang vận hành. Đối với máy dầu là 8 cấp, nó sẽ lên tới số 8 và đối với máy xăng thì nó là 6 cấp. Thì đối với cái xe của mình á là mình sẽ sử dụng lẫy cộng hoặc lẫy trừ. Và khi mà mình lẫy xong, mình lẫy cộng hoặc lẫy trừ thì nó sẽ chuyển qua chế độ bán tự động. Và gia đình mình lưu ý giùm Khanh một cái nữa, đó là chế độ bán tự động này nó sẽ không tự động chuyển lại cái chế độ tự động giống như cái lẫy số vô lăng của xe bình thường. Nhiều anh chị sẽ có thắc mắc là ủa sao nó lại ngộ gì? Đây là cái thiết kế dành cho cái chiếc xe sử dụng hộp số dạng nút. Tại vì nó không có chế độ số sàn mà đúng không ạ? Xe kia thì nó có chế độ bán tự động, thì khi mà mình lẫy số vô lăng mà mình chạy đều ga lại trong vòng khoảng 4 giây giống như các video khác Khanh chia sẻ, 4 giây tự động nó sẽ trả lại chế độ tự động liền. Đó. Bây giờ nếu mà mình muốn đi đèo thì mình thường Khanh khuyên mình á, nên vận hành ở dải số 3 hoặc là số 4 để mình kiểm soát chân ga nó sẽ tốt hơn. Đó. Còn nếu mà mình để chế độ tự động thì tự động nó sẽ lên số, tốc độ càng cao lên số càng lớn. Bây giờ mình lấy trừ nè. Đó, nó chạy số 3. Thì đối với chế độ bán tự động mà mình chạy số 3 thì mình có đạp ga sâu lên. Đây, đạp ga sâu lên. Thì nó cũng là số 3 rồi, nó không có lên tới số 4. Gia đình mình lưu ý giùm Khanh nha. Đây, chế độ bán tự động. Đó. Mình sẽ điều tiết các chiếc xe trong khoảng 30 đến 40 cây số trên giờ khi mà mình đổ đèo. Lúc đó mình sẽ kiểm soát chân phanh nó tốt hơn rất là nhiều. Còn cái việc mà chạy ở tốc độ thấp, số thấp mà dòng tua lớn xe mình hụ lên như vậy. Đây, dòng tua lớn xe mình sẽ hụ lên thì hoàn toàn bình thường, xe mình không có vấn đề gì đâu các bạn. Còn nếu nếu mà nó lên tới red light tức là lên tới dòng tua màu đỏ thì tự động nó sẽ lên số cho mình thôi. Bây giờ Khanh sẽ thử cho mình nha. Giờ đạp tới số 3 nè, lên tới red light luôn. Đó, nó sẽ tự động lên số, tự động nó tự động bảo vệ hộp số, không có vấn đề gì hết, xe mình hoàn toàn bình thường nha. Đang chạy mà chuyển số mình nó hụ lên là hoàn toàn bình thường.
Thì khi mà đổ đều xong rồi mình sẽ sử dụng lấy cộng lấy trừ nè, là lấy trừ, lấy cộng lấy trừ để mình đổ đều đúng không? Đi xuống khoảng tầm số 3, số 4 thôi nha, đừng có xuống tới số 2. À, số 2 thì nó gỉ máy lắm. Khi mà mình muốn chuyển về chế độ bán tự động thì mình sẽ đè giữ dấu cộng, đè giữ nè, sẽ trở lại chế độ tự động, chuyển qua chế độ tự động lại. Đó. Chứ nó không tự chuyển nha, cho nên mình lưu ý giùm Khanh. Đối với cái xe cần số dạng nút bấm này thì dấu cộng nó là cái chế độ chuyển bán tự động và tự động. Đó. Còn mình đang chạy thì mình có thể lấy cộng hoặc lấy trừ cũng được. Đây, lấy cộng một cái, lấy cộng một cái thì nó chuyển qua chế độ bán tự động. Còn nếu mà mình muốn chuyển về chế độ tự động lại thì mình sẽ đè dấu cộng, đè giữ. Đó, nó sẽ trở về đè lại. Rồi, trên đây là một video chia sẻ nhỏ nhỏ về cái kỹ năng sử dụng số bán tự động đổ đèo để giúp cho mình lái xe an toàn hơn, không bị vỡ ngỡ khi sử dụng trên cái hộp số và nút bấm này. Tuy mới nhưng mà hiện đại quá thì mình lại lo đúng không ạ? Nó sẽ cực kỳ an toàn. Rồi, cảm ơn gia đình mình đã quan tâm theo dõi các video của Khanh chia sẻ. Nếu cảm thấy những video này hữu ích thì đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn dấu chuông nha. Còn hỏi về chương trình mua xe tại đại lý bên Khanh thì vui lòng liên hệ số hotline 0788 555 444. Đây là số phòng kinh doanh không giải đáp kỹ thuật, sẽ tư vấn cho các bạn về các thông tin liên quan đến việc mua xe. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Bye bye.